Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh Chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo Chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 12. Xin đọc A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang thứ 12. Bất khả tư nghị giả, như thượng minh nhi phục tịch, tịch nhi phục minh, thanh trược bất hình, hướng bối mạc đắc, tắc tâm ngôn lộ tuyệt, vô dung tư nghị giả hỷ. Bất khả tư nghị giả hạ, thị tiên hợp giải, tâm ngôn lộ tuyệt, dị tùng bổn dĩ lai, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, nhất thiết pháp bất khả thuyết, bất khả niệm, danh di chân như cố. Chúng ta đã thảo luận cặn kẽ đoạn văn này trong lần trước. Nhất định phải chú tâm lãnh hội. Những điều này có quan hệ rất lớn với sự thâm nhập kinh tạng và công phu tu hành của chúng ta. Phần tổng thuyết đã giới thiệu, tiếp theo đây là biệt thuyết, tức là tách ra từng điều để giảng. Chẳng thể nghĩ là gì, chẳng thể bàn là gì. Bất khả tư nghị là chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Bất khả tư giả, sở dị pháp vô tưởng tượng, tư tắc loạn sanh. Kinh dân: Nhữ tạm cử tâm, trần lao tiên khởi thị giả. Hậu: Pháp vô tướng tượng, tư diệt đồ lao. Kinh dân: Thị pháp phi tư lượng phân biệt, chi sở năng cập thị giả. Cố viết: Tâm dục duyên nhi lự dông giả. Đoạn này giải thích đạo lý vốn có trong bất khả tư. Bất khả tư là gì? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Sở dĩ pháp vô tướng tưởng, chữ pháp chỉ hết thảy pháp. Hết thảy pháp chỉ
tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tương ứng hành pháp, hữu vi pháp, cho đến vô vi pháp. Hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có tướng để suy tưởng. Đây là nói tới thật tướng của hết thảy các pháp. Kinh Bát Nhã đã giảng thật tướng rất rõ ràng như sau: thật tướng vô tướng, không có tướng gì, chỉ là không có tướng để suy tưởng. Vì vậy, kinh Kim Cang Bát Nhã đã giảng về hết thảy tướng rất hay. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Bản thể của hết thảy tướng là không. Nó không có tự tánh. Do không có tự tánh nên tướng chính là chẳng phải tướng. Trong tâm kinh có nói: sắc chính là không, không chính là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Đủ thấy tướng chân thật của hết thảy tướng là không có tướng để suy tưởng. Câu nói này vẫn rất khó hiểu. Vì sao rất khó hiểu? Vì nó vừa khỏi nhận thức thông thường của chúng ta. Vừa khỏi nhận thức thông thường như thế nào? Do chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối luôn suy nghĩ lung tung, nói cách khác không có cách nào hết. Từ trước đến nay chưa hề ngưng dứt sự suy nghĩ lung tung ấy. Do vậy rất khó thể lãnh hội chân tướng của sự thật này. Nguyên nhân là gì đây? Cận đại có những thứ trong khoa học quả thực đã giúp ích Phật Pháp rất lớn. Chẳng hạn như các nhà khoa học phát hiện hết thảy vật chất trong vũ trụ đều giống nhau. Quả hơn 100 nguyên tố, chúng đều do những lạp tử cơ bản tạo thành. Nói cách khác, do công thức cấu tạo của những lạp tử cơ bản khác nhau, tổ hợp không giống nhau mà thành ra hơn 100 nguyên tố. Vì thế các nhà khoa học công nhận cấu tạo và vật liệu của thân thể con người, cũng như mỗi bộ phận trong thân thể con người có cấu tạo giống như cấu tạo của cây cối, hoa cỏ, vật liệu giống nhau, đều do các lạp tử cơ bản tổ hợp thành. Dùng cùng một thứ nguyên liệu có thể chế thành gạch, thành ngói, có thể làm thành những thứ thực vật, cây cỏ, hoa lá, mà cũng có thể tạo thành loài người chúng ta. Nguyên liệu giống nhau, không khác nhau. Đây là phát hiện của ái nhân Tư Thản. Năng lượng bằng với chất lượng trong trạng thái tỉnh nhân, với bình phương tốc độ ánh sáng. Ha, chẳng phải là sắc bớt dị không trong tâm kinh ư? Nếu chúng ta coi không là năng lượng, sắc là chất lượng, thì nào có gì khác nhau? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Do vậy trong ấy vô tướng, vô tưởng. Tướng là nói tới tướng phần, tưởng là nói tới kiến phần. Kiến phần và tướng phần đều là hư vọng. Bản thể của chúng là tự chứng phần. Tự chứng phần biến ra hai thứ: hư vọng là tướng và tưởng. Chuyện là như vậy đó. Thời cổ, những nhà duy thức di kiến phần và tướng phần như hai cái sừng của con ốc sên. Hai cái sừng của con ốc sên chẳng có, chẳng không. Thò dài ra là hai cái sừng, rút dao sẽ chẳng còn nữa. Đầu con ốc dĩ như tự chứng phần. Hai cái sừng giống như kiến phần và tướng phần. Quý vị chẳng thể nói là có mà cũng chẳng thể nói là không. Quý vị nói không có, chúng duỗi ra đấy thôi. Nói có thì chúng rút dao mất rồi. Do vậy nó là chẳng phải có, chẳng phải không.
rốt ráo chẳng thể được. Vậy là chúng ta nhận biết chân tướng của hết thảy pháp. Bởi vậy nếu quý vị tư tác loạn sanh, loạn ở đây là vô minh, trên đầu chồng thêm đầu. Kinh Lăng Nghiêm nói tri kiến lập tri, ở đây nói tư tác loạn sanh thì tư chính là tri kiến lập tri. Tự cho là mình thông minh. Thông minh ở chỗ nào? Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, đồn thổi bịa chuyện. Tư là suy nghĩ lung tung, nghĩ là đồn thổi bịa chuyện. Kinh Phật gọi những thứ suy nghĩ đồn thổi này là hí luận. Hí luận là gì? Nói giỡn chơi, chẳng có câu nào là thật. Điều này nêu rõ quyết định chẳng thể nghĩ, hết thảy pháp đều chẳng thể nghĩ. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, cầu nhất tâm bất loạn. Nếu hết thảy pháp đều chẳng nghĩ, nhất tâm sẽ hiện tiền, liền đạt được nhất tâm bất loạn. Cổ nhân nói tu hành đắc đạo, chẳng nghĩ thì mới đắc đạo. Suốt ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng suy nghĩ loạn xạ, quý vị có làm cách nào thì cũng chẳng thể đạt được. Chẳng thể nghĩ mà, chẳng nghĩ là đúng, chẳng nghĩ sẽ là như như. Kinh gọi chẳng nghĩ là như thị. Như thị ngã văn, như thị ngã giác, như thị ngã tri. Đây đều là những pháp chân thật. Đối với câu pháp vô tướng tưởng, Pháp sư Cổ Đức đã chú giải mấy câu nhằm nêu rõ bất khả tư giả hạ, thị thứ phân giải. Trong hai đoạn này, đoạn trước là giảng tổng quát, trước hết là nói gộp, tiếp theo đó là chia ra từng điều để giải thích. Pháp vô tướng tưởng, vị hữu tướng khả tư, vô tướng nàng tư. Tiếp theo đó là nói có tướng hay là không có tướng. Vô tướng là chân, hữu tướng là hư vọng. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Công phu của chúng ta thật sự chưa đến nơi đến chốn. Nói cách khác, vọng tưởng không có cách nào ngưng nghỉ, chẳng thể không dấy vọng tưởng. Làm cách nào đây? Đừng nghĩ đến tướng cảnh giới trong lục phàm nữa. Suốt ngày từ sáng đến tối, hãy nghĩ tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, nghĩ đến A Di Đà Phật, nghĩ tới Quán Âm Bồ Tát, nghĩ tới 32 tướng, 80 giai đẹp. Quý vị hãy nghĩ tới những điều ấy. Vì sao nghĩ tới những thứ ấy? Nghĩ tới chúng có gì hay? Nghĩ tới những điều ấy sẽ chẳng tạo ác nghiệp. Nghĩ tới những điều ấy chẳng đọa tam đồ. Nếu quý vị nghĩ tới pháp thế gian, sẽ đọa tam đồ. Thật ra quý vị chẳng thể không nghĩ, nên bèn thay đổi đối tượng suy nghĩ. Đây là để cứu mạng, cứu quý vị từ tam đồ sang tam thiện đạo, cứu sang nhân thiên, cứu quý vị từ nhân thiên sang tận Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy trong pháp môn niệm Phật có quán tưởng niệm Phật, có quán tưởng niệm Phật. Đây là những biện pháp bất đắc dĩ, là phương tiện môn. Ở đây Ngài nói cho chúng ta biết tướng chân thật. Do vậy phải hiểu hết thảy tướng là hư vọng. Bản thể của hết thảy tướng chính là không. Nhữ tạm cử tâm, trần lao tiên khởi, thị tư chi hữu quá giả. Nhữ tạm cử tâm, tâm ông mới vừa động. Trần có nghĩa là ô nhiễm, là vô minh.
Ở đây chữ trần đại diện cho vô minh. Tâm quý vị vừa động bèn là vô minh, chân tánh bị ô nhiễm, vô thị vô minh. Kinh Lăng Nghiêm nói: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Tâm quý vị vừa động liền thành căn bản vô minh. Chân tâm tịch tỉnh, nhất tâm bất loạn là tỉnh. Trong Phật trước đã nói: tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch, tịch chiếu bất nhị. Đấy là nhất tâm, là chân như. Tâm vừa động thì sự động ấy là lao. Bởi lẽ vô minh là tướng động. Trần lao đã dậy trước. Thị tư chi hữu quá giả. Nơi trong phần ở trên, Liên Trì Đại Sư đã viết: tư tác loạn sanh. Sự suy nghĩ này đích xác là mắc lầm lỗi. Hữu pháp vô tướng tưởng, tư diệt đồ lao, nhọc nhằn mà chẳng có ích gì. Tư diệt đồ lao, thị tư chi vô công giả. Thị pháp phi tư lượng phân biệt chi sở năng cập. Thị pháp là gì vậy? Thưa cùng quý vị, hít thị các pháp. Chắc cũng có các vị nghe nói như vậy cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao là hít thị các pháp? Nếu quý vị nói là chân như bổn tánh, đại khai cũng chẳng sai cho lắm. Nếu nói là sáu căn, sáu trần, năm uẩn, 12 xứ, làm sao chẳng thể nghĩ cho được. Nếu quý vị nghĩ theo cách ấy, sẽ khó kiến tánh. Chẳng có phần đạt lý nhất tâm bất loạn trong niệm Phật. Nếu công phu tốt đẹp, có thể đạt đến sự nhất tâm. Trong sự nhất tâm mới có những thứ này. Còn đối với lý nhất tâm thì như trong phần trên đã nói, hết thảy pháp đều do chân tâm của chính mình biến hiện. Nhất thiết pháp giai ngô tâm thể đều là tâm thể của chính mình. Phi ly vạn pháp biệt hữu tâm thể. Do vậy tôi nói lý nhất tâm bất loạn là gì? Hết thảy pháp đều là lý nhất tâm. Chúng ta muốn đắc lý nhất tâm, muốn minh tâm kiến tánh, muốn nhập pháp môn bất nhị, muốn nhập nhất chân pháp giới, thì phải hiểu rõ đạo lý này. Phải thật sự quán thông lý thì mới có thể nhập cảnh giới này. Tuy tôi chẳng dám khẳng định là nhất định có thể nhập cảnh giới này, nhưng đó là chuyện có thể. Vấn đề là mức độ thâm nhập và mức độ thấu hiểu sâu xa đạo lý này của quý vị. Quý vị sử dụng công phu có đúng cách hay không? Mấu chốt là ở chỗ này. Nếu có trình độ lý giải khá, dụng công đúng cách, trong một đời chắc chắn có thể nhập được cảnh giới này. Tại Trung Quốc, bất luận tông môn hay giáo hạ, quý vị đọc Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, sẽ thấy các đồng tu tại gia tu hành khai ngộ, chứng quả, đạt lý nhất tâm. Triều đại nào cũng có. Trải qua các thời, người Trung Quốc tu hành thành tựu quả thật nhiều hơn người ngoại quốc. Nói cách khác, người Trung Quốc đắc thiên độc hậu. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì là thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Còn chúng ta thì mỗi đời lại kém hơn đời trước. Mắc khuyết điểm tự cậy thông minh. Nếu thật thà theo đúng quy củ,
chiếu theo phương pháp. Lý luận này để tu học, thì thế hệ chúng ta sẽ thành tựu chẳng kém đời trước. Thật thà là gì? Người đời trước có thể tuân thủ, hiểu đạo lý này, trong hết thảy pháp họ có thể lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, nên chẳng thể nghĩ bàn. Họ có thể nhập được cảnh giới, có thể thành tựu. Nay chúng ta gặp khó khăn là vì sao? Chúng ta chẳng thật thà, suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, bệnh ở chỗ này. Trong kinh nói mấy câu rất hay, đúng là gõ một gậy vào đầu chúng ta là những kẻ hiện đang tu hành. Do vậy, suy lượng phân biệt pháp này sẽ chẳng thể thấu hiểu được. Suy lượng là thức thứ bảy, tức mạt na thức. Phân biệt là thức thứ sáu. Thức thứ sáu và thứ bảy đều duyên chẳng được. Cái được chúng duyên là tướng hư vọng, tức là duyên vào hết thảy pháp tướng, chẳng thể duyên hết thảy pháp tánh. Nhưng cần phải hiểu rằng pháp tánh và pháp tướng là một không hai. Cổ nhân nói vàng và đồ vật. Đồ vật là tướng, vàng dĩ như tánh. Vàng và đồ vật có thể tách rời hay chăng? Chẳng thể tách rời, là một chẳng phải hai. Đấy gọi là pháp môn bất nhị. Chúng ta thấy tánh từ nơi tướng như thế nào? Tánh rời suy nghĩ và bàn bạc thì sẽ thấy được. Tánh lìa những cái được biến hiện có thể nghĩ bàn thì gọi là pháp môn bất nhị, là cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn. Tâm dục duyên nhi lự dòng dạ, cử tâm dục duyên tư lự tiên dòng, dĩ chân như vô tướng tưởng, tức tâm tuyệt cố. Công năng của cái tâm ý thức thứ sáu và cái tâm ý thức thứ bảy, hệ đến chỗ này sẽ chẳng khởi tác dụng, nó có hạn độ. Điều này cũng cho thấy thức thứ sáu và thức thứ bảy là pháp hữu vi, chẳng phải là pháp vô vi. Tuy tác dụng của chúng to lớn nhưng có hạn độ. Chúng có thể khởi vọng tưởng nhưng chẳng thể duyên theo chân thật. Chúng có thể duyên theo tướng hư vọng, chẳng thể duyên theo chân tướng, chẳng duyên thật tướng. Đạo lý ở chỗ này, đây là giảng rõ ý nghĩa chẳng thể nghĩ. Tiếp theo đây là lời giải thích về bất khả nghị. Nghị là nghị luận, đây cũng là ngôn thuyết, cũng chẳng có cách nào để nói pháp này. Bất khả nghị sở, sở dị lý duyên ngôn thiên, ngôn sanh lý tán. Kinh dân: phàm hữu ngôn thuyết, giai thành hí luận, thị giả. Hữu lý duyên ngôn thiên, ngôn bất năng tận. Kinh dân: nhất nhất thân cụ vô lượng khẩu, nhất nhất khẩu xuất vô lượng âm, như thiện thiên nữ cùng kiếp nhi thuyết, chung mạc năng tận. Thị giả: cổ việc khẩu dục đàm nhi từ tán giả. Lý duyên, lý là viên mãn, lý này viên mãn tận hư không, tròn pháp giới. Tùy tiện nhón lấy một vi trần thì lý nào cũng là viên, không một pháp nào chẳng viên. Lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, không có một pháp nào chẳng viên. Lý là gì? Lý là tánh, pháp tánh. Nơi hữu tình chúng sanh thì tánh ấy gọi là Phật tánh, nơi vô tình chúng sanh gọi là pháp tánh. Lý là nói về tánh, tánh là duyên. Ngôn thiên, ngôn ngữ lời nói đều chẳng viên mãn.
văn tự chẳng viên mãn. Chúng ta lại dùng vàng và đồ vật để tỷ dụ, thì vàng là viên, vàng tượng trưng cho lý, đồ vật là thiên lệch, chẳng viên mãn. Quý vị hãy thấu hiểu đạo lý này. Tánh là viên mãn, tướng chẳng viên mãn. Viên là chân thật, vĩnh viễn bất biến. Còn tướng thì sao? Sanh diệt trong từng sát na, chẳng viên mãn. Lý tánh viên dung bất khả phân tích, như nhất đa giao triệt, đại tiểu hổ dung, chân vọng giao tham, nhiễm tịnh bất nhị đẳng. Vừa mở đầu đã nói rất hay. Lý là nói về tánh viên dung, hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chẳng đạt đến cảnh giới này sẽ không được. Khi nào đạt đến cảnh giới này? Trong Pháp Hộ Di Đà, lý nhất tâm bất loạn chính là cảnh giới này. Cảnh giới ấy tốt đẹp như thế nào? Trong cảnh giới ấy không có kiến tư phiền não, cũng chẳng có trần sa phiền não, cũng phá được mấy phần vô minh phiền não. Vì sao? Vì ấy đã thấy tánh. Kiến tánh là thấy được lý, pháp nào cũng viên dung. Đấy là kiến tánh. Do vậy được gọi là lý nhất tâm. Lý nhất tâm chính là lý tánh viên dung, chẳng thể chia sẻ. Không chỉ chẳng có chấp trước nhân ngã, mà còn như Kinh Kim Cang đã nói, tứ tướng và tứ kiến đều không có, pháp chấp cũng không có. Nếu có pháp chấp, làm sao có thể một và nhiều thấu triệt lẫn nhau, lớn và nhỏ dung nhập nhau? Bốn câu ấy đều bị biến thành chướng ngại, pháp chấp cũng không có. Lý nhất tâm bất loạn là như vậy đó. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không một pháp nào chẳng viên dung. Viên dung và pháp thân, không pháp nào chẳng tự tại. Tự tại là giải thoát, không pháp nào chẳng thấu triệt. Hiểu rõ triệt để chính là bát nhã. Do vậy lý nhất tâm là pháp thân, bát nhã, giải thoát đều hiện tiền, đều chứng đắc. Trong mỗi một pháp thấy pháp thân, trong mỗi một pháp hiển lộ bát nhã, trong mỗi một pháp đắc tự tại. Đây gọi là sự sự vô ngại. Qua kinh luận, chúng ta nhìn thấy một chút tin tức như vậy. Lý là lý nơi sự, tánh là tánh của tướng. Quý vị bèn hiểu. Sự chẳng lìa lý, lý chẳng tách rời sự. Lý và sự là một, tánh và tướng chẳng hai. Phải lãnh hội, phải lãnh ngộ điều này. Ngôn thiên giả như ngôn nhất tắc di đà, ngôn đại tắc thất tiểu, đàm chân tắc di tục, thuyết nhiệm tắc di tình đẳng. Ngôn nhất tắc di đà chẳng thể nói tới hai việc cùng một lúc được. Nói một chuyện này sẽ thiếu sót chuyện kia, nói chuyện kia sẽ bỏ sót chuyện này. Đó là chẳng viên. Ngôn đại tắc thất tiểu, đàm chân tắc di tục, thuyết nhiệm tắc di tịnh. Những điều này dễ hiểu. Do vậy công năng của ngôn thuyết hết sức hữu hạn. Sở dĩ khai khẩu thành song quyết, dương mi lạc nhị tam giả, thị ngôn chi hữu quá giả. Câu này có ý nghĩa là quý vị vừa mở miệng nhất định sẽ rớt vào hai bên.
Hai bên ấy chính là tương đối. Phật pháp nói pháp môn bất nhị, quý vị vừa mở miệng nhất định sẽ rớt vào hai môn. Pháp là pháp môn bất nhị, nếu hai thì làm sao có thể tiến nhập pháp? Dương mi nhằm biểu lộ ý nghĩ, chẳng những không nói được mà biểu lộ cũng chẳng được. Nếu có thể biểu lộ thì sẽ có thể dùng một cách nào đó để biểu thị pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm đã dùng bao nhiêu phương pháp nhằm biểu thị pháp, nhưng có thể biểu thị trọn hết hay không? Biểu thị chẳng trọn hết. Ngôn thuyết và biểu thị pháp là công cụ dạy học chẳng thể thiếu trong Phật pháp. Dùng thuật ngữ Phật học để nói thì đấy là phương tiện thiện xảo chẳng thể thiếu, nhưng chỉ là phương tiện thiện xảo mà thôi. Quý vị phải từ những phương tiện thiện xảo ấy mà ngộ nhập chân thật. Do vậy, Phật, Bồ Tát, thiện tri thức chỉ có thể giúp đỡ chúng ta tới đây mà thôi, làm tăng thượng duyên mà thôi. Chính quý vị có thể ngộ nhập hay không phải cậy vào chính mình. Phật, Bồ Tát cũng không thể làm gì được. Như vậy khai ngộ là ai khai ngộ? Chính quý vị tự khai ngộ, chứ không phải là thầy có năng lực giúp quý vị khai ngộ. Nếu thầy có năng lực giúp người khác khai ngộ, bất cứ ai thân cận vị thầy ấy sẽ đều khai ngộ mới đúng. Chúng tôi đã giảng đàn kinh rất nhiều lần. Thuở ấy những người thân cận Lục Tổ Đại Sư là bao nhiêu người? Tối thiểu cũng có mấy chục vạn người. Bao nhiêu người khai ngộ? 43 người. Tỷ lệ chẳng cần xứng. Những người có thể khai ngộ dưới tòa của Lục Tổ Đại Sư chỉ là một phần vạn. Ai giúp họ khai ngộ? Chính mình khai ngộ. Đàn kinh đã nói rất rõ ràng, tự ngộ, tự tu, tự chứng. Tổ sư thuyết pháp, đồ chúng học trò đều nghe. Vì sao người này khai ngộ, kẻ khác nghe xong chẳng khai ngộ? Phương tiện thiện xạo giống hệt, nhưng có thể ngộ nhập hay không là do mỗi người. Thầy có bao giờ chẳng mong mọi người đều khai ngộ? Nhưng chẳng có cách nào, đó là chuyện chẳng thể làm được. Đây là nói ngôn thuyết có khuyết điểm vậy. Ngôn bất năng tận thì ngôn chi vô công giả. Ngôn bất năng tận không có cách nào trọn hết thầy lý, tức là không có cách nào trọn hết lý viên mãn. Không có cách nào trọn hết thảy sự viên mãn. Lý và sự đều viên dung, lý và sự đều vô ngại. Biểu thị chẳng phải là viên dung mà là có chướng ngại. Ngôn thuyết cũng chẳng phải là viên dung, cũng có chướng ngại. Đức Phật dùng phương pháp này, dùng cách có chướng ngại để dạy quý vị hãy từ hữu ngại mà ngộ nhập vô ngại. Vậy quý vị hãy từ hữu tận mà ngộ nhập vô tận. Nhất định phải lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên. Lìa ngôn thuyết, lìa danh tự chính là bất khả nghị. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tới nhất chân pháp giới. Trong Tịnh Độ gọi pháp giới ấy là thật báo trang nghiêm độ, đã chứng được lý nhất tâm. Vấn đề là sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới bên ngoài có viên dung vô ngại hay không? Nếu quý vị tiếp xúc những cảnh giới ấy mà thật sự là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thì quý vị đã tự đắc lý nhất tâm. Đắc lý nhất tâm thì còn có danh tự lý nhất tâm hay không? Không có. Nếu vẫn còn có danh tự lý nhất tâm, quý vị vẫn còn chấp vào tưởng danh tự, đấy là chướng ngại.
quý vị còn chấp vào tướng ngôn thuyết, còn có tướng tâm duyên. Quý vị không đoạn được ba điều này thì quý vị thuộc tiêu chuẩn phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Chỗ này thật là vi tế, đúng là sai chỉ hào ly, lạc đi ngàn dặm. Khắc dục đàm nhi từ tán giả, khai khẩu dục đàm ngôn vị tiên tán, vị chí lý tuyệt ngôn, vô dung thủ khẩu cố. Pháp chân thật chẳng thể nói được, không có cách nào nói. Do vậy mới nói phàm hữu ngôn thuyết giai thành hí luận. Đạo lý là như vậy đó. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nhắc tới cương lãnh quan trọng nhất trong pháp chân thật. Đọc kinh phải lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên, thì ngay trong khi ấy mới có thể thành tựu tam học và tam huệ. Nghe kinh cũng phải lìa tướng ngôn thuyết, ngay khi ấy sẽ là lý nhất tâm bất loạn. Lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, tam huệ và tam học đồng thời đầy đủ. Đọc hay nghe chẳng phải là công phu thì cái gì sẽ là công phu? Đọc và nghe chẳng phải là tu hành thì cái gì mới gọi là tu hành? Nếu quý vị không hiểu, ấy chính là kể chuyện ăn đếm của báo. Nếu quý vị hiểu, sẽ là công phu thật sự, là tu hành thật sự. Trong đây, thế nào là tam huệ, thế nào là tam học? Mỗi một điều đều hiểu rõ ràng, rành mạch, phân minh, quả thật đầy đủ. Như thiện thiên nữ giả, Hoa Nghiêm dân, tự tại thiên dương hữu thiên thể nữ, danh viết thiện khẩu, ư kỳ khẩu trung xuất nhất âm thanh, tắc giữ bách thiên chủng nhạc nhi cộng tương ứng đẳng. Trong đoạn này dẫn dụng kinh văn của kinh Hoa Nghiêm để giảng rõ ý. Ngôn dục đàm nhi từ tán, hữu thử kinh nguyên danh bất khả tư nghị, cố dụng thử tứ tự tổng tán tiền văn, cái thị chí lý chi cực danh giả. Bốn chữ bất khả tư nghị chẳng phải là không có lai lịch, tùy tiện nói ra. Kinh Hoa Nghiêm được gọi là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Kinh Duy Ma được gọi là Tiểu Bất Tư Nghị Kinh. Kinh này cũng gọi là Bất Tư Nghị Kinh. Chúng ta hiểu những kinh này vốn thuộc cùng một loại. Do vậy, kinh này là chỗ tổng quy kết của kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy trong quyển cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Qua kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử là một vị tu hành chân chánh. Như chúng tôi vừa mới nói đó, Ngài hiểu lý luận, hiểu phương pháp. Lục căn tiếp xúc lục trần, đi đứng nằm ngồi đều là tu hành, toàn là công phu. Mỗi lần Ngài tham phỏng một vị thiện tri thức, cảnh giới của Ngài lại được nâng cao hơn một tầng. Ngài đến tham phỏng Sơ Trụ Bồ Tát, bản thân Ngài liền đạt đến Sơ Trụ.
Ngài tham phỏng Sơ Địa Bồ Tát, bản thân Ngài liền đạt đến Sơ Địa Bồ Tát. Ngài đến tham phỏng các vị văn thù phổ hiền, bản thân Ngài liền đạt đến địa vị đẳng giác. Từ đẳng giác lại tiến hơn nữa, đều về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi lần thiện tài đồng tử tham phỏng thiện tri thức, Ngài có ba câu nói hết sức quan trọng. Câu thứ nhất, thưa rõ Ngài đã phát đại tâm đại nguyện, nhất định muốn thỏa đại nguyện của Ngài. Đại nguyện gì vậy? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi đã phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ có Phật trong viên giáo mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn Phật trong tạng giáo, Phật trong thông giáo, Phật trong biệt giáo đều là chánh đẳng chánh giác, chẳng thể gọi là vô thượng. Văn thù phổ hiền đều là chánh đẳng chánh giác, là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ắt phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy chúng ta đọc kinh này phải giác ngộ. Nếu muốn thành tựu trí huệ viên mãn rốt ráo thì phải ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, ở bất cứ nơi nào cũng đều chẳng thể viên mãn. Nếu chẳng phát tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể gọi là kẻ ngu si, là kẻ thiếu phước báo. Chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ chẳng có phần nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta cần phải giác ngộ điều này. Đọc kinh Hoa Nghiêm, nếu chẳng thấy được ý nghĩa rành rành này thì đã uổng công đọc rồi. Có thể thấy được ý nghĩa này rõ ràng thì đọc kinh Hoa Nghiêm, chẳng có ai không chết sạch mong ngóng kim hư sát đất niệm A Di Đà Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy: bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Phật chẳng dối gạt chúng ta, chẳng nhờ đến phương tiện, chẳng cần nhờ bất cứ một pháp nào khác để giúp đỡ. Một câu A-di-đà Phật niệm đến tột cùng, từ sơ phát tâm niệm đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng cần phải nhờ đến thiền hay mật để giúp đỡ. Không dùng đến bất cứ pháp nào cũng chẳng dùng đến. Nếu quý vị tu các pháp môn khác, đúng là phải dùng pháp môn niệm Phật để phụ trợ thì quý vị mới có thể thành tựu. Pháp môn niệm Phật chẳng cần bất cứ pháp môn nào khác để phụ trợ. Tuy nói là chánh trợ song tu, chánh là niệm Phật, nhưng trợ vẫn là niệm Phật. Quý vị đọc lời Ngẫu Ích Đại Sư khai thị về pháp môn niệm Phật sẽ hiểu rõ ngay. Cho nên dùng bốn chữ này để ca ngợi chung. Đoạn văn đã được nói trong phần trên. Đoạn văn này chính là Đại Sư dùng bất khả tư nghị để khen ngợi những điều đã được nói trong lời tựa trên đây. Bất khả tư nghị là chí lý cực danh. Chí lý cực danh là gì? Sách Diễn Nghĩa chú giải như sau: chí lý cực danh giả, lý đạt đến cùng cực, tên gọi cũng đạt đến chỗ cùng cực. Như danh chân như, tất khả dị bất vọng bất biến tư nghị. Như trong phần trước là giả như, chúng ta gọi giả như bằng cái tên chân như, thì có thể suy nghĩ bàn định về sự chẳng vọng chẳng biến đổi của nó. Chân là chẳng vọng, như là bất biến, vĩnh viễn giống như vậy.
chân và như như vậy thì có thể nghĩ, có thể bàn được. Hoặc danh viên giác, tất khả vị mạng túc hư linh tư nghị. Viên là viên mãn, chẳng thiếu khuyết chút nào. Giác là giác ngộ, chẳng mê hoặc. Thì có thể suy nghĩ bàn định lý tục cùng ý là trọn đủ hư linh. Giác có nghĩa là hư linh, viên có nghĩa là trọn đủ. Những điều này có thể suy nghĩ bàn định. Hoặc danh Phật tánh, tất khả dĩ ly quá tuyệt phi tư nghị, giai phi chỉ lý cực danh. Rất nhiều danh hiệu, nhưng những danh hiệu ấy đều có thể nghĩ, có thể bàn. Như vậy thì chúng chẳng phải là danh xưng tột bậc của lý tột cùng. Đặt tên chẳng cao minh, chưa đạt đến chỗ cùng tột. Kim danh bất khả tư nghị, tắc chỉ lý chi cực danh vô dĩ gia giả. Bất khả tư nghị, không có cách nào nữa. Đây quả thật là chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn định. Chẳng giống như các danh tướng khác, đều có thể nghĩ, đều có thể bàn. Danh hiệu này chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa này. Nếu quý vị hiểu danh hiệu bất khả tư nghị chỉ đơn giản có nghĩa là chẳng thể nghĩ mà cũng chẳng thể bàn, thì quý vị đã rớt vào trong ý nghĩa có thể nghĩ, có thể bàn, hiểu lầm danh từ này. Quý vị thấy danh từ này mà dứt bạc suy nghĩ nói năng, thì danh tướng ấy sẽ khởi tác dụng. Tác dụng ấy chính là quán chiếu. Nhằm vậy quý vị vừa trông thấy danh tướng này liền lập tức dứt bạc ngôn ngữ suy tưởng, nhất tâm hiện tiền, lại còn là lý nhất tâm bất loạn hiện tiền, mau nhiệm tuyệt vời. Do vậy tên gọi này quả thật là đã đạt đến tột cùng, không còn thêm gì vào được nữa. Mà cú kết quy, ngôn như thị bất khả tư nghị giả, đương thị hà vật, duy tự tánh nải nhĩ. Bất khả tư nghị là nói về tự tánh. Ngôn tánh hữu nhị, kim vô tình phận trung, dị chi pháp tánh. Độc hữu tình phận trung, dị chi Phật tánh. Kim dân tự tánh, thả chỉ Phật tánh nhi ngôn giả. Tánh nhi viết tự, pháp nhị như thiên, phi tác đắc cố, thị ngã tự kỷ, phi thuộc tha cố. Thử chi tự tánh, cái hữu đa danh, diệt danh bổn tâm, diệt danh bổn giác, diệt danh chân tri, diệt danh chân thức, diệt danh chân như, chủng chủng vô tận, tổng nhi ngôn chi, tức đương nhân linh tri linh giác, bổn cụ chi nhất tâm giả. Tự tánh ở đây riêng chú trọng Phật tánh của loài hữu tình chúng ta, nhưng nhất định phải biết nó bao gồm cả pháp tánh. Pháp tánh Phật tánh giả, giải thích hai danh từ này. Trí độ luận dân, dẫn đại trí độ luận để nói. Đại trí độ luận là sách chú giải kinh Ma Ha Bát Nhã. Phật danh diệt giác, pháp danh bất giác. Hai ý nghĩa này khác biệt rất rõ ràng. Thị nải vị trí di Phật, vị lý di pháp, hiền thủ cứ thử, cố dân vô tình vô tri giác, chỉ kỳ tánh di pháp tánh, hữu tình hữu tri giác, chỉ kỳ tánh di Phật tánh,
nhiên nhị tánh tùy phân, thuộc tình dữ vô tình. Pháp tánh diệt khả thông hữu tình. Dị chúng sanh nải chư pháp trung chi nhất pháp cô. Giữa Phật tánh và pháp tánh, phải hiểu pháp tánh có phạm vi to lớn, bao gồm giác tánh. Bởi giác tánh cũng là một pháp, hữu tình cũng là một pháp. Nhìn từ hai phương diện, thể và dụng, pháp tánh là thể, bản thể, lý thể. Phật tánh là tác dụng, pháp tánh khởi tác dụng là giác, lý khởi tác dụng là giác. Do vậy, thế nào là thành Phật? Vô thượng chánh đẳng chánh giác là trí, là vô thượng bồ đề, là vô thượng trí huệ, là năng chứng. Có thể chứng điều gì? Có thể chứng được lý. Lý là pháp tánh. Pháp tánh là bản thể, là pháp thân. Trí huệ là bát nhã. Bát nhã là năng chứng. Pháp thân là cái được chứng. Năng và sở chẳng hai. Lý và trí hệt như một. Chúng là một, chẳng phải hai. Do vậy, Đại Kinh mới nói tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Cổ viết kim vô tình phận trung vị chi pháp tánh. Nếu nói đến tánh mà bao gồm cả hữu tình và vô tình thì gọi là pháp tánh. Chẳng bao gồm vô tình thì gọi là Phật tánh. Phật tánh duy cục hữu tình, bất thông vô tình. Dĩ mộc thạch đẳng vô tri giác cố. Cố viết độc hữu tình phận trung, vị chi Phật tánh. Chúng ta phân biệt giữa Phật tánh và pháp tánh có thể dùng đoạn này trong Đại Trí Độ Luận để nói rõ. Thả chỉ Phật tánh nhi ngôn giả. Tự tánh vốn bao gồm Phật tánh lẫn pháp tánh. Ở đây Đại sư chỉ nói riêng về Phật tánh. Thả chỉ Phật tánh nhi ngôn, tạm thời chẳng bàn đến pháp tánh, chỉ nói tới Phật tánh. Tự tánh thật thông nhị chủng. Nhị chủng là Phật tánh và pháp tánh. Như Hoa Nghiêm dân: nhược nhân dục thức chân không lý, tâm nội chân như hoàng biến ngoại, tình dữ vô tình đồng nhất thể, xứ xứ giai đồng chân pháp giới. Đây là một bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Ý nghĩa của bài kệ này hết sức hay. Nếu chúng ta thường đọc tụng, thường cảnh tỉnh chính mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trong mỗi niệm đều quán như thế, thì công đức chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Mở rộng tâm lượng, hóa giải phân biệt và chấp trước của quý vị, tự nhiên không còn phân biệt chấp trước nữa. Nói cách khác, quý vị nhập nhất chân pháp giới mà chẳng hay, chẳng biết. Chân pháp giới chính là nhất chân pháp giới. Nhược nhân, người nào vậy? Bồ Tát, chẳng phải kẻ tầm thường.
Người tầm thường chẳng cầu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát mới có ý niệm ấy. Quý vị đến giảng đường hoặc đến tự viện, có phải là cầu vô thượng Bồ Đề hay chăng? Không có ý niệm ấy. Đến nơi đó để đỡ buồn hoặc gì có nghi hoặc, đến nơi ấy với hy vọng giải trừ nghi hoặc, cầu những thứ đó. Chẳng phải vì vô thượng chánh đặng chánh giác mà đến, do vậy quý vị chẳng thể đạt được. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh chẳng thể không bội phục Lục Tổ. Vì sao? Ngài chưa gặp Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài: người đến để làm gì? Còn đến cầu làm Phật, chẳng cầu gì khác. Tuyệt vời. Do vậy đọc Kinh Hoa Nghiêm, bội phục thiện tài đồng tử nằm dọc sát đất. Thiện tài đi tham học nhằm cầu vô thượng chánh đặng chánh giác, còn cao minh hơn Lục Tổ. Lục Tổ nói còn đến để làm Phật, ý nghĩa làm Phật rất mơ hồ. Vì bốn giáo tức Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo đều có Phật, anh muốn làm gì Phật nào? Không nói rõ ràng. Thiện tài nói con đã phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác, nói rất rõ ràng, rành mạch, phân minh, cầu Viên giáo Phật. Người ta vì điều này mà đến. Chúng ta vì cái gì mà đến? Quý vị đến để nghe kinh, làm rồi. Nếu quý vị vì làm Phật mà đến thì mới là đúng. Làm Phật có ý nghĩa khác với nghe kinh, mà cái quý vị sẽ đạt được cũng khác. Quý vị nghe kinh, kinh gì vậy? Nói lung tung xèng, bịa đặt, đồ thổi. Phàm tất cả ngôn thuyết đều là hí luận. Những kinh điển của Phật chẳng phải là hí luận ư? Đương nhiên là hí luận. Vì sao là hí luận? Vì quý vị chấp vào tưởng ngôn thuyết, chấp vào tưởng danh tự, chấp vào tưởng tâm duyên. Quý vị đến nơi đây chuyên môn chấp vào tưởng, làm sao có thành tựu cho được? Làm sao có thể đoạn phiền não? Nhược nhân dục thức chân không lý. Dục là một lòng một dạ, thức là hiểu rõ. Bồ Tát một lòng một dạ muốn ngộ lý chân không. Lý chân không chính là lý nhất tâm bất loạn, là nhất chân pháp giới, là chân như bổn tánh. Người ấy muốn ngộ nhập. Tiếp theo đó là miêu tả ý nghĩa và cảnh giới ấy đôi chút. Tâm nội chân như hoàng biến ngoại, trong và ngoài là một, chẳng hai. Tận hư không trọn pháp giới là một chân như, chẳng có hai cái chân như. Nhất chân không có nhị chân, nhất như không có nhị như. Tình dữ vô tình đồng nhất thể, xứ xứ giai đồng chân pháp giới. Chứng ly nhất tâm bất loạn từ nơi đâu? Trong hết thảy pháp, hết thảy cảnh duyên, không đâu chẳng là nó. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự, không gì chẳng phải là chính mình, có cùng một thể. Tôi thường dùng cảnh trong mộng làm tỷ dụ. Chúng ta nằm mộng, trong mộng có ta, mà cũng có người, có sơn hà đại địa, cũng có cây cối hoa cỏ. Từ do đâu mà có? Đều là những vật được biến hiện trong tâm của chính mình. Ha, có phải như kinh đã nói, ngoài tâm không có mộng đó sao? Ngoài tâm không có pháp, pháp là mộng. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Khi nằm mộng, toàn bộ cái tâm biến thành mộng. Mộng là tâm, ngoài tâm không có mộng, ngoài mộng chẳng có tâm.
trong toàn bộ mộng cảnh, tình và vô tình có cùng là một thể hay chăng? Nhưng chúng ta ngày nay, toàn bộ vũ trụ nhân sinh, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là chân như bổn tánh của chúng ta, là huyễn tướng của chân tâm, giống như chân tâm đang nằm mộng. Chẳng khác gì chúng ta đêm ngủ nằm mộng. Đây là mộng trong mộng, phải giác ngộ. Do vậy hết thảy vạn pháp là cùng một thể. Khi Phật pháp chưa truyền đến Trung Quốc, thánh nhân Trung Quốc cũng siêu phàm lắm, cũng có sự giác ngộ này. Họ nói thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn pháp giữ ngã nhất thể, cũng nói như vậy đó. Chẳng khác gì cảnh giới Hoa Nghiêm, họ cũng đạt đến cảnh giới ấy. Xứ xứ giai đồng chân pháp giới, lý nhất tâm bất loạn hiện tiền. Trong Hoa Nghiêm viên giáo, cảnh giới ấy là cảnh giới của bậc Bồ Tát từ sơ trụ trở lên. Kim dân nhĩ giả, đản dị thử kinh trọng nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, nại tá bỉ Phật cảnh hiện ngã tự tâm cố. Thả chỉ hữu tình Phật tánh giả. Đoạn này nói rõ vì sao ở đây Liên Trì Đại Sư lại thiên trọng Phật tánh khi giảng về tự tánh. Đạo lý là ở chỗ này. Do cương lãnh tu hành của bộ kinh này là trì danh niệm Phật, hy vọng công phu đạt đến nhất tâm bất loạn, vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy mới chú trọng nói riêng một phương diện của tự tánh. Thật ra tự tánh bao gồm cả hữu tình và vô tình. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến chỗ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật.